Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có hướng dẫn cụ thể việc tính tiền lương làm thêm giờ vào dịp giỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo đó, người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật Lao động. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương như sau. Vào ngày thường ít nhất bằng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%, vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300%. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Ngoài ra còn nhiều quy định ưu tiên khác trong cách tính lương dành cho những người làm việc vào ban đêm.